Quý khán giả đang theo dõi bản tin thời sự trong ngày của đài CBN trên băng tần 14.5. Và bây giờ kính mời quý vị theo dõi phần cuối của chương trình, tức là phần tin Việt Nam và đời sống. Kính thưa quý vị, Hoa Kỳ bác bỏ yêu sách lưỡi bò của Trung Cộng. Hôm thứ Hai mùng 1 tháng 6, Đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hợp Quốc Kelly Craft đã gửi công hàm cho Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres. Bức công hàm phản bác lại công hàm của Trung Cộng gửi cho Liên Hợp Quốc vào ngày 12 tháng 12 năm 2019, chống công hàm của Malaysia gửi cho Cao ủy Liên Hợp Quốc về giới hạn thềm lục địa đề ngày 12 tháng 12, 2019. Bức công hàm của chính phủ Hoa Kỳ viết rằng Hoa Kỳ bác bỏ những tuyên bố về Biển Đông của Trung Cộng vì nó mâu thuẫn với luật quốc tế như phản ảnh trong Công ước Quốc tế về Luật Biển năm 1982. Ngoại trưởng Hoa Kỳ ông Mike Pompeo phổ biến bức công hàm trên trang Twitter cá nhân và bình luận rằng Hoa Kỳ bác bỏ yêu sách chủ quyền bất hợp pháp của Trung Cộng trên Biển Đông tại Liên Hợp Quốc. Chúng ta bác bỏ những yêu sách đó vì chúng vừa bất hợp pháp vừa nguy hiểm. Bức công hàm của chính phủ Hoa Kỳ được gửi cho Liên Hợp Quốc sau một chuỗi những công hàm của cả Indonesia và Việt Nam dồn dập đẩy Bắc Kinh vào thế kẻ thù chung của nhiều nước ASEAN, tranh chấp biển đảo, chứ không riêng gì tranh chấp bá chủ với Hoa Kỳ trong khu vực. Nhà xuất bản tự do được giải thưởng quốc tế. Lúc 6 giờ chiều ngày 3 tháng 6 năm 2020, Hiệp hội Xuất bản Quốc tế IPA đã công bố giải thưởng Prix Voltaire 2020 được trao cho nhà xuất bản tự do của Việt Nam, là một trong 4 nhà xuất bản được vào chung kết khi vượt qua các đại diện đến từ Hoa Kỳ, Nam Hàn, Thái Lan, Ai Cập, Đức, Argentina, v.v. Đây là một tổ chức xã hội dân sự độc lập ở Việt Nam, không được nhà cầm quyền công nhận và bị đàn áp trong thời gian qua. Nhà báo Phạm Đoan Trang, phát ngôn nhân của nhà xuất bản tự do, bày tỏ sự vui mừng khi biết tin tổ chức này đã được chọn trao giải trong 4 nhà xuất bản được đề cử trên thế giới. Nhà xuất bản tự do được thành lập vào ngày 14 tháng 2 năm 2020. Cho đến nay đã xuất bản được khoảng 30 đầu sách với 25.000 bản in và các bản sách trực tuyến. Những cuốn sách nổi bật của nhà xuất bản này được kể đến như Chính trị bình dân, Học chính sách công qua luật đặc khu hay Cẩm nang nuôi tù. Kính thưa quý vị, nguyên trưởng phòng tài chính trường Đại học Đông Đô bị bắt. Bộ Công an ngày 3 tháng 6 đã khởi tố bị can và bắt tạm giam nguyên trưởng phòng tài chính kế toán của trường Đại học Đông Đô, Nguyễn Thị Huệ. Cùng bị khởi tố còn có Ngô Quang Hiến là nhân viên của trường với cùng tội danh giả mạo trong công tác. Công an đã thu thập thêm chứng cứ liên quan, do đó đã thực hiện lệnh bắt giữ bị can để tạm giam, khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với Nguyễn Thị Huệ, đồng thời thực hiện lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú, khám xét chỗ ở, nơi làm việc với Ngô Quang Hiến. Theo kết quả cuộc điều tra của Bộ Công an, trường Đại học Đông Đô chưa được Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp phép đào tạo văn bằng 2 chính quy. Tuy nhiên, trong thời gian dài, trường này vẫn tổ chức tuyển sinh đào tạo cấp bằng cử nhân ngôn ngữ Anh hệ chính quy văn bằng 2 cho nhiều người. Lãnh đạo trường còn liên kết với các cơ sở để tuyển sinh đào tạo hệ văn bằng 2 tiếng Anh không đúng quy định pháp luật và quy định của Bộ Giáo dục cũng như đào tạo. Tiếp tục phần tin Việt Nam, hải sản xuất sang EU bị kiểm tra do Việt Nam bị thẻ vàng. Trong suốt thời gian Việt Nam bị thẻ vàng, 100% container hải sản xuất cảng sang châu Âu đều bị giữ lại để kiểm tra nguồn gốc khai thác. Truyền thông trong nước vào ngày 3 tháng 6 cho biết, Hiệp hội Chế biến và Xuất cảng Thủy sản Việt Nam VASEP công bố thông tin vừa nêu với số liệu cụ thể là chi phí cho mỗi container hải sản bị giữ lại kiểm tra nguồn gốc khai thác vào khoảng 500 bảng Anh, chưa kể phí lưu giữ cảng và thời gian vận chuyển bị chậm hơn từ 3 đến 4 tuần. Việc kiểm tra đã gây tổn thất cho xuất cảng hải sản từ Việt Nam sang EU khi bị thẻ vàng. Tính trung bình có thể lên đến 10.000 euro một container. Từ năm 2017, EU đã áp dụng thẻ vàng cảnh cáo đối với Việt Nam do tình trạng khai thác thủy sản bừa bãi, không tuân thủ các quy định về đánh bắt trên biển. EU là thị trường nhập cảng hải sản lớn thứ hai của Việt Nam.
Hiện nay thị trường này đã tụt xuống vị trí thứ 5 và tỷ trọng thị trường sụt giảm từ 18% xuống còn 13%. Kính thưa quý vị, một bản tin về đời sống cho biết cảnh sát Brazil phá một đường dây phá rừng ở Amazon. Cảnh sát đã xông vào hàng chục xưởng cưa ở rừng nhiệt đới Amazon của Brazil trong một cuộc bố ráp rạng sáng hôm thứ Ba 2 tháng 6, bắt giữ khoảng 30 người bị buộc tội liên quan đến một dây chuyền khai thác gỗ bất hợp pháp. Một nhóm tội phạm đằng sau những người bị bắt đã kéo theo một mạng lưới người phá rừng, công nhân xưởng cưa, nhà sản xuất đồ nội thất và tài xế cũng như các quan chức công cộng nhận hối lộ. Cảnh sát của tiểu bang đã cho biết trong một tuyên bố, các xưởng cưa này được biết nằm gần Manaus, là thủ phủ của Amazonas, tiểu bang rừng nhiệt đới lớn nhất của Brazil. Cảnh sát hình sự liên quan đến các cuộc bố ráp vào hôm thứ Ba cho biết rằng, nhóm này đã chặt hạ khoảng 9.000 cây, mỗi cây trên 100 tuổi trong vòng 10 tháng qua. Cảnh sát đã xác định nam diễn viên Gregory Terry Boyce chết vì sốc ma túy. Ngày 2 tháng 6, cơ quan điều tra của tiểu bang Nevada xác nhận Boyce, 30 tuổi và bạn gái là Adepochu, 27 tuổi, đã tử vong sau khi dùng các loại chất kích thích như cocaine và fentanyl. Xác của hai người được phát hiện tại nhà riêng ở thành phố Las Vegas vào hôm 13 tháng 5 vừa qua. Boyce từng thú nhận là có tuổi trẻ nổi loạn. Tôi không nghĩ là mình sống đến tuổi 30. Nhiều năm qua tôi phạm rất nhiều sai lầm. Từ giờ tôi chỉ muốn tập trung vào những điều tuyệt vời. Diễn viên đã viết trên Instagram trong buổi sinh nhật tuổi 30 hồi tháng 12 năm ngoái. Gregory Terry Boyce được biết đến với vai Tyler, là bạn học của Bella Swan trong loạt phim Twilight. Những năm qua thì anh sống tại Las Vegas cùng với bạn gái và hai con. Ngoài cuốn phim Twilight, Gregory từng xuất hiện trong phim ngắn Apocalypse năm 2018. Kính thưa quý vị, bản tin vừa rồi đã kết thúc phần tin thời sự trong ngày của đài CBN trên băng tần 14.5. Băng Châu xin kính chúc cho tất cả quý khán giả một ngày thật hạnh phúc và sức khỏe luôn tràn đầy. Và kính mong quý vị nhớ đón theo dõi bản tin buổi tối của đài sẽ được phát hình vào lúc 9 giờ tối và 11 giờ tối với những tin mới nhất. Xin kính chào tạm biệt.